Vâng, em Hà xin kính chào tất cả các bác yêu lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay em lại lên cho các bác những giò lan này, dáng hương đuôi cáo nhá. Em nuôi ở vườn nhà em này. Đấy, nhìn đã không? Đẹp nha các bác nha. Lá nhăn nha. Lá ngọn này nó cũng nhăn này. Đó. Hai cây nha các bác nha. Cái này nó chết mẹ được hai con. Mà có 4 cây mà em bán cho các bác với giá là 500.000 thôi nha. 500.000 nha, có cây lá nhăn nha. Đó. Cho giò số 1. Số 2 này các bác này. Một giò sơn thủy tiên Mường Tè. Nguyên cái lá này nha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lá luôn. 8 lá thì tương ứng với là 8 bông hoa nha các bác nha. 8 bông hoa một thân. Thì các bác biết là nó đẳng cấp như thế nào nha. Hoa Lai Châu nó thế các bác ạ. Nên là bọn em nó nhập nó cao, không thể xuống được luôn. Này. Củ nó to. Em bán giò này cho các bác với giá là 650.000 nha. 650.000 nha các bác nha. Một giò sơn thủy tiên hàng một dè như thế này. 650.000. Cho giò số 2. Số 3 này các bác này. Một cây cáo mà có mẹ có con đang bồng nhau nha các bác nha. Nhìn đã. Một giò cáo Lai Châu như thế này. Lá ở dưới thì nó nhăn này, nhưng ở trên nó lại không nhăn nữa. Nên là em bán hàng thường thôi các bác nha. Một cây cáo mẹ con như thế này em bán cho các bác với giá là 900.000 nha. 900.000 nha. Thẳng đứng luôn. Mà lá này đã nha. Cho giò số 3. Đây. Năm ngoái em mới nuôi được. Em lấy về nó bé thôi. Như năm nay nó to như thế này này. Đấy các bác nha. Năm nay là có hoa bình thường cho các bác ấy. Đôi này. 3, 4, này, 5, này, 6, này. 7 cây. Đôi này. 4 6 cây thôi nhá các bác nhá. 6 cây thôi. Một giò cáo như này em treo ở góc vườn đấy. Mà bây giờ em mới lấy ra các bác nhá. 6 cây như thế này, cáo Lai Châu nó càng ngày lá nó càng to luôn nhá. Nuôi nó càng ngày lá càng to luôn. Em bán giò này cho các bác với giá là 400.000 nha. 400.000 nha. Cho giò số 4. Số 5 à, 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, 6 cây. Cái cây này chết ngọn lại được 2 con này, là 7, 7 đầu ngọn nha các bác nha. 7 đầu ngọn nha các bác nha, như thế này. Dân nó nuôi, nó không biết nuôi là nó toàn chết ngọn rồi. Thế là nó cứ ra ấy. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 350.000 nha các bác nhà. 350.000 nha. Cái này là cho lên thì lá nó lại to ra các bác nha. Cho giò số 5. Đây này. Một khúc nguyên bản Hoàng Thảo Kèn Lai Châu nha các bác nha. Một khúc nguyên bản nó như thế này. Đấy. 3 thân hoa luôn. Năm ngoái chỉ được 2 thân hoa, năm nay được 3 thân hoa nha các bác nha. Đấy. Một giò như thế này này. Dài nhất là được 60 cm. Ngắn nhất là được 40 cm. Thân này ngắn này, thân này được 60 này. Một giò như thế này này em bán cho các bác với giá là 800.000 nha. 800.000 nha, 3 thân như thế này nha.
Như năm kia cái giò như thế này nó phải rơi vào tầm 1,5 triệu các bác ạ, 1,5 triệu. Như năm nay chỉ còn 800.000 thôi nhá. Cho giò số 6. Đây này các bác này, cái khúc nguyên bản nha. Khúc nguyên bản em để vào đây thôi. Em để vào chậu rồi nha các bác nha, không có một tí giá thể nào luôn. Như nó đẹp như thế này này. Đấy. 4 thân nha các bác nha, 4 thân nha, lá càng ngày càng to. Lá càng ngày càng to nha. Một giò như thế này thì em bán cho các bác với giá là 500.000 nha, dáng hương tam bảo sắc nha, nó đẹp thì nó cao tiền nha các bác nha. Này. Nhìn rụt rịt chưa? Hàng một dề luôn. Một mẹ 4 thằng con. Các bác nha. Lá thì gần được 5 sen thôi. Hơn 4 sen một chút. Tầm 4 sen rưỡi đổ về đổ đi nhá các bác nha. Như thế này. Khúc nguyên bản. Nó cứ đặt lên là khác lớn rồi các bác ạ. Nó chất lá nha các bác nha. 500.000 cho giò số 7. Giá hương tam bảo sắc nhà em nó thế này mà. Các bác này, nhìn đã chưa? Cho các bác xem từng cây một luôn. Đấy. 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7, 8. 8 đầu ngọn nha các bác nha. 8 đầu ngọn nha. Đấy. Ở đằng sau nó còn xếp rụt rịt như thế này mà. Đấy. Mà xem ở đằng trước thì nó quá kinh khủng luôn. Một giò như thế này em bán cho các bác với giá là 800.000 nha, 800.000 nha, dáng hương tam bảo sắc nha. Cho giò số 8. Cái này thì lại giò này thì lại nhiều cây như lại ít tiền các bác nha. Một giò như thế này thì em bán cho các bác với giá là 200.000 thôi. 200.000 thôi nha các bác nha. Thuần như thế này mà 200.000. Đấy. Tiền nào của nấy nhá các bác nha. Cho giò số 9 nha. Số 10 này, hoàng thảo kèn tiếp này, giò một thân này. Đấy. Một giò một thân như thế này. Được 60 sen. Được 60 sen nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 280.000. Cũng là nguyên bản em đặt vào đây thôi nha các bác nha. Cục nguyên bản đây. Các bác nếu mà về mà nhận mà không đúng cục nguyên bản ấy, em cho không luôn, em không tính tiền luôn nha. Các bác nha. Em không tính tiền luôn. Hoàng thảo kèn Lai Châu năm nay nó rẻ nên là em bán giá hợp lý để cho các bác sưu tầm rồi nha. Đấy. Các bác về các bác thay chậu cũng được. Năm ngoái này chưa được 15 sen luôn. Năm nay nó lên được 60 sen các bác nha. Hai trăm tám mươi nghìn nhá. Cho giò số 10. Số 11 này. Một cái cây cáo như thế này. Các bác nhá. Một cái cây cáo như thế này. Một mẹ hai con. Đấy. Nguyên bản từ rừng nhá các bác nhá. Nguyên bản từ rừng nhá. Một mẹ hai con như thế này. Em bán giò này này cho các bác này với giá là 500.000 nha, 500.000 nha. Một mẹ hai con nha, 500.000. Cho giò số 11. Số 12 này, các bác này.
một cái giò tròn như thế này. Đấy, đẹp chưa? To nha, to đẹp nha. Năm ngoái nó được hơn chục bông hoa luôn. Năm nay thì nó phải được hơn nữa cơ. Một giò giáng hương đuôi tròn như thế này nha các bác nha. Ghép vào dớn như thế này nha. Cái này là thuần nhà em được 3 năm rồi ấy. Nguyên nhà em được 3 năm, nhà người ta mới được 1 năm. Thời điểm đấy em mua là 4 năm mà. Một giò tròn như thế này em bán cho các bác với giá là 750.000 nha các bác nha, 750.000 nha. Không xuống được nữa đâu ạ. Đấy. Cho giò số 12. Chồn này có được 4 cây nha các bác nha. 4 cây nha. Một giò như thế này nha. 4 cây như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 180.000 nha. 180.000 nha. Đó, như thế này. Thuần thì các bác không phải nghĩ nha. Cho giò số 13. Số 14 này, 2 cây hoàng nhạn tháng 4 như thế này. Em bán giò này cho các bác với giá là 200.000 nha. 200.000 nha. 2 cây hoàng nhạn nha. Cho giò số 14. Số 15 này. Giáng hương tam bảo sắc này. Một giò to như thế này này. Đấy. Em bán cho các bác với giá là 220.000 nha các bác nha. Đây là giá xả thôi chứ không phải là giá để bán đâu các bác ạ. Không đủ tiền nước. Căn bản là vừa nó chật quá rồi nên là em bán xả đâu. Cho giò số 15. Số 16 này. Cái này là long tu đá xìn hồ nha các bác nha. Một giò như này nguyên bản từ rừng. Em bán giò này cho các bác với giá là 480.000 nha. 480.000 nha. Cho giò số 16. Số 17 này. Một giò long tu đá tiếp này, nguyên bản từ rừng này. Đấy. Em bán giò này cho các bác nhá, với giá là 600.000 nha. 600.000 nha. Đấy, vùng quanh luôn. Cho giò số 17. Số 18 này, kiều vuông lộc bắc này. Cái này là trên 30 thân đấy các bác ạ. Trên 30 thân đấy. Đấy, nó đều như thế này. Em bán giò này cho các bác nhá. Với giá là 1.300.000 nha. 1.300.000 nha. Cho giò số 18. Tiếp tục nha em lên cho các bác nha. Này, lá này, đã chưa các bác? Một cái giò như này, to như thế này. Đấy, lá nha. Tuyệt vời luôn, ông mặt trời luôn. Em bán giò này cho các bác với giá là 500.000 nha. 500.000 nha. Đó. Cho giò số 19. Cái đấy là giáng hương tam bảo sắc nhá.
số 20 này các bác này. Một cái giò hoàng thảo nghệ tâm nó to như thế này các bác nhá. Đấy, như này. Vùng quanh luôn. Em bán giò này cho các bác với giá là 800 nghìn nha, hoàng thảo nghệ tâm nha. Còn có một giò to này thôi. Cho giò số đâu nhỉ? Số 20 nha các bác nhá. Số 21 này. Một giò hạc vĩ nó to như thế này, vậy bên sau này vẫn còn nữa này. Đấy. Một giò như thế này thì em bán cho các bác với giá là 800 nghìn nha. 800 nghìn nha. Cho giò số 21. Số 22 này. Một cái giò hoàng nhạn tháng 4 nó to cao như thế này, cao được 20 cm luôn này. Cái này còn hơn 20 cm luôn nha. 3 cây nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 380 nghìn nha. 380 nghìn nha. Cho giò số 22. Số 23 này. Một giò dáng hương đuôi tròn như thế này này. Đấy. Em bán giò này cho các bác với giá là 270.000. 270.000 nha các bác nha. Một giò dáng hương đuôi tròn như thế này 270.000. Cho giò số 23. Cái này là em mới trồng này các bác ạ. Một cái giò kiều dẹt như thế này, mới trồng. Em bán cho các bác với giá là 300 nghìn nha. 300 nghìn nha. Trồng đẹp cực luôn. Mới trồng như đẹp. Cho giò số 24. Số 25 này. 4 thân kèn nguyên bản từ rừng đây này các bác này, đặt vào gỗ thôi. Nguyên bản cái ụ này. 4 thân kèn như thế này. Thân dài nhất ngắn nhất là được 40 cm. Còn đâu là 8-90 cm luôn nha các bác nhá. Đó. 4 thân như thế này em bán cho các bác với giá là 1.100.000 nha các bác nha. Kèn Lai Châu nguyên bản từ rừng. Em mua về thôi nên là em không biết mặt hoa tím hay là không tím mấy nha các bác nha. Như nó là nguyên bản từ rừng. Cho giò số 25. Số 26 này. Một cái giò tròn như thế này. Đấy, như thế này. Có 5 cây nha các bác nha, 5 cây nha. Em bán giò này cho các bác với giá là 200.000 nha các bác nha, 200.000. Cho giò số 26.